cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh video của Việt Garden. Video hôm nay Việt Garden sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn ba loại cây giống mới vừa về tại vườn. Đây là loại thứ nhất. Nghĩ là cái này nhiều người đã biết rồi, thì nó cũng đã xuất hiện vài lần trong những cái video của mình. Đó là cây vú sữa hoàng kim Đài Loan, vú sữa mà vỏ vàng á. Tên tiếng Anh của nó là Abil. Đợt hàng này thì vú sữa hoàng kim về được 3 size mọi người ha. Và cái giá đợt này cũng rất là tốt. Giá tốt hơn năm ngoái rất là nhiều. Đây thì cây những cái size mà size khoảng 2 feet như vậy. Cây nào cũng xum xuê lá, nhiều nhánh hết mọi người. Mình sẽ quay một cái cây 120 từ dưới lên cho mọi người xem nè, để dễ phân biệt. Đó, đây là size 120. Rồi, còn khu vực này là size 160. Đây, ví dụ của một cây 160 mọi người ha. Đó. Cây 160 thì nó khoảng hơn 3 feet đến gần 4 feet. Size nào cũng rất là nhiều lá và nhánh mọi người. Đó. Rồi, đây là size 160. Đây là khu vực của size 220 đến 250. Thì size này là size từ 4 feet đến 5 feet. Còn 4 feet đến 5 feet đó mọi người. Đây, quay một cây từ dưới lên cho mọi người thấy ha. Đó. Rồi, size 220 đến 200, sorry là 200 đến 250 tùy cây. Đó, thêm một cây nè. Đó, những cái cây này là size 220 nè mọi người. Nó khoảng 4 feet thôi. Thì rất là nhiều khách hàng hỏi mình là cái vú sữa hoàng kim Đài Loan với lại cái vú sữa tím thì cái nào ngon hơn. Thật sự là cũng không có so sánh được, tại vì hai cái vị nó khác nhau quá mọi người ơi. Cái vú sữa tím của mình thì giống như là ai cũng vú sữa tím với lại vú sữa xanh mà của Việt Nam á, thì hầu như người Việt nào cũng ăn rồi thì cũng biết cái vị nó ra làm sao rồi. Nó mềm, thơm, sữa nhiều và ngọt. Còn cái thằng vú sữa hoàng kim của Đài Loan thì nó lại là một cái vị hoàn toàn khác. Nó không nó không có nhiều sữa giống như là vú sữa của mình, mà nó dẻo dẻo. Vị nó ngọt thanh. Đó, cho nên là hai cái kiểu ăn nó khác nhau. Cho nên là sẽ có nhiều người là thích vú sữa hoàng kim hơn, mà có nhiều người lại thích cái vú sữa Việt Nam hơn. Đó, nhưng mà giá của cái trái vú sữa hoàng kim á của Đài Loan thì lúc nào nó cũng giá nó của cái trái lúc nào nó cũng cao hơn là so với lại vú sữa của Việt Nam mình ha. Thường thì vú sữa hoàng kim á, nó có một cái đặc tính, nó là ra trái rất là sớm. Ví dụ như Việt Nam là cây mà trồng từ hạt là khoảng 2 năm là đã có trái. Ở Florida theo mình biết thì khoảng chừng 3 năm, 4 năm. Đó. Còn ở Cali mình nghĩ là nó có thể lâu hơn. Hiện giờ ở Mỹ á, thì vú sữa hoàng kim nó chưa có cây ghép, cây chiết gì hết mọi người. Tất cả chỉ là những cái cây từ hạt thôi ha. Thì những cái cây mà giá mà hồi nãy mình báo mọi người là 120 á, thì nó từ hạt khoảng 1 năm rồi. Còn những cái cây 160 thì khoảng tầm 1 năm rưỡi. Còn những cái size mà 200 đến 250 á, thì những cái cây đó là từ 2 năm tuổi đến 2 năm rưỡi tuổi. Ok, tiếp theo sẽ là giới thiệu đến mọi người giống lòng mứt của Việt Nam hay còn gọi là sabu chê đó. Đây thì cái này là Alano Sabodila
Cái Alano thì quá nổi tiếng ở Mỹ nhiều năm nay rồi, rất là được bà con người Việt mình yêu thích, bởi vì ăn nó cái vị nó y chang như là lòng mứt ở Việt Nam mọi người. Rất là ngọt. Đó, thì những cái cây như vậy size nó từ 3 feet đến 4 feet thân lớn mọi người nha. Đây, thân nó cũng khoảng ngón tay cái rồi. Có những cái cây thì nó khoảng ngón tay giữa thôi, nhưng mà có những cái cây nó cũng lớn hơn ngón tay cái đó, mọi người. Đó, cây nào cũng đang có rất là nhiều lá non. Đó, thì những cái size như vậy thì giá của nó là 180. Có vài cây nó không đẹp bằng thì mình on sale là 150, nhưng mà chủ yếu vẫn là giá 180 mọi người ha. Rồi kế bên lòng mứt Alano sẽ là một cái giống cây khá là đặc biệt và là nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Đó là giống Red Cutthard Apple, một cái loại măng cầu. Hình mình sở dĩ mình dùng cái từ khá là đặc biệt bởi vì cái hình dáng của nó giống như trái tim vậy đó mọi người. Và đặc biệt nữa là bên trong của nó, cái ngoài cái vỏ ngoài màu đỏ ha. Thường thì mà măng cầu màu đỏ là có lẽ mọi người cũng thấy vài giống khác vỏ ngoài cũng màu đỏ rồi, nhưng mà cái này đặc biệt nữa là bên trong ruột của nó cũng màu đỏ thôi. Bên trong ruột của cái măng cầu này cũng màu đỏ luôn và nhìn nó rất là đẹp mắt, vừa có hình trái tim lại vừa có màu đỏ nữa. Đây là một cái loại măng cầu mà mình nghĩ nó có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu á mọi người. Dạ, cây rất là khỏe. Đây, mình sẽ quay một cái, chọn một cái cây để quay từ dưới lên cho mọi người xem. Đây, thân gốc, gốc to mọi người nha. Đó, xum xuê chưa nè. Rất là nhiều nhánh và lá, rất là nhiều, khỏe nữa. Hôm nay là một ngày rất là gió khá là lớn, gió từ trưa đến giờ luôn. Đó, thì đây là một loại đăng cầu mà mình nghĩ rằng nó rất là nhiều người thích. Không phải vì cái vỏ ngoài đỏ, cái ruột đỏ, mà cái vị ngọt và thơm của nó cũng vô cùng là đặc biệt. Rồi, cái cây măng cầu trái tim ruột đỏ này á, thì size của nó tầm khoảng 4 feet cho đến gần 5 feet. Và giá của nó là 250. Những cây này là cũng có thể ship xuyên bang được mọi người. Từ đầu video đến giờ là mình chỉ giới thiệu những cái loại cây mà size cao nhất là khoảng 5 feet thôi. Thì những cái cây đó là bà con ship xuyên bang của mình sẽ rất là tiện, không phải có cắt bỏ, không cần phải cắt bỏ, rất là uổng cây. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Chú anh chị hoặc là bạn nào mà thích những cái loại giống trong video ngày hôm nay hoặc là những cái cây giống khác thì vui lòng liên hệ mình qua số phone 626 416 9206. Và chỉ có duy nhất một số phone này thôi mọi người ha. Mình tên là Hảo. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người chuẩn bị một tuần mới thật là nhiều may mắn. Xin cảm ơn mọi người.